Cao Mê Lai Một Thời Tuổi Trẻ Tác giả Nguyễn Hà Giọng đọc Hải Yến Số 14 Trái ngược với Mê Lai Nơi tầm nhìn luôn bị hạn chế bởi cây rừng không gian lúc nào cũng âm u, thì ở đây vị trí được phân công tầm nhìn mút mắt, một khoảng không gian mở rộng. Một tràng cỏ chanh đã bị đốt cháy trước mặt tôi xa vài km. Nhìn về phía đông nam và cả phía đông cũng đều trống trải như vậy. Mặt đất bằng phẳng, chỉ duy nhất một cây điệp độc lập ở hướng chính nam với khoảng cách chừng 500 mét với địa hình bằng phẳng thế này, đạn cối nổ sẽ phát huy tối đa uy lực của nó, phải nhanh chóng có ngay nơi trú ẩn. Nếu tụi pot tập kích bằng cối, việc đầu tiên là thiết lập ngay công sự chiến đấu cho khẩu DK và mỗi người phải có ngay một hố nằm tạm thời để tránh đạn. Sau đó sẽ đào nối những hố này lại thành chiến hào. Năm anh em hội ý chớp nhoáng tôi chỉ chỗ đào hố nằm cho từng người rồi cùng thằng thế đào luôn công sự cho đê ca cũng may đất ở đây là đất cát nên việc đào rất nhanh chẳng mất nhiều thời gian thì công việc cũng tạm ổn thằng thế dẫn minh và thông đi lấy thêm đạn đê ca dũng thì chuẩn bị bếp nấu cơm tranh thủ tôi mang mấy trái lựu đạn ra gài phía trước mặt chỉ dăm trái thôi nhưng có nó cũng an tâm phần nào khi đêm xuống ban ngày thì không lo với tầm nhìn xa vài km thì tụi pot có ăn gan trời cũng không dám mò vào tập kích bữa ăn tối của năm anh em hôm nay thật sang cá lóc kho cá lóc nấu canh chua rau muống vừa ăn mấy đứa vừa khoe cá ở đây sao mà nhiều đến thế thò tay vào hang bắt cua cũng thấy cá rồi ốc nhồi nữa ở đây vài tháng có lẽ thằng nào cũng béo múp đầu thằng thế bảo tôi lúc đi lấy đạn tao để ý có một số cột nhà trong phum ngày mai vào sớm tranh thủ lấy về làm hầm để chậm tụi nó lấy hết mình phải lấy trước để đó đào hầm sau vậy cũng được ngày mai thằng thông thằng dũng ở nhà đào hai hầm đạn và lo cơm nước ba thằng còn lại đi lấy cột nhà làm hầm ngủ đêm nay mình mới chân ướt chân giáo về đây mọi người chú ý gác sách cho cẩn thận phải hết sức cảnh giác không được lơ là chủ quan tụi miên hay đánh mình vào những lúc mới tới như thế này lắm đó nơi khẩu độ chúng tôi có một hàng cây điệp to cỡ cột nhà đều tăm tắp mắc võng nằm thật vừa vặn cũng may là hai ông tướng qua chuyến hành quân vừa rồi mới kịp quăng đi mất hai cái chiếu nằm còn ni lông đi mưa và tấm đắp vẫn giữ lại được. Vậy là căng tấm tăng che xương và giải ni lông ngủ tạm qua đêm. Chỉ sau vài ngày, hầm ngủ tránh pháo cùng giao thông hào của chúng tôi đã nối được với hào chiến đấu của C9 bên trái, C10 bên phải. Khẩu DK cũng có thêm vài công sự để di chuyển. Bếp nấu ăn cũng là hầm đàng hoàng. Bên trái phía trước mặt cũng đã gài thêm nhiều nóc hầm ngủ được lợp bằng cỏ chanh vừa ngụy trang vừa che mưa khi mùa mưa sắp tới trong hầm có thể nằm dưới sạp tre hay mắc võng tùy thích và có hai hầm như vậy tóm lại là nơi ăn trốn ở đã ổn định tôi có thời gian đi tìm hiểu các bộ phận xung quanh và ngắm nghía cái phum hoang tàn này mà chủ yếu là coi có loại hoa quả nào chén được hay không Quả thực, cái phum này đẹp thật. Lối dẫn vào phum là một cây cầu gỗ bắc qua cái hồ sen. Cầu này dài hơn trăm mét, đã có nhiều chỗ bị hư hỏng. Qua cầu là lối đi qua vườn xoài, rồi dẫn thẳng tới ngôi chùa, đã bị tụi bốt phá phách, vứt sạch tượng, lấy chỗ làm kho gạo của chúng. Cả phum cũng chỉ còn duy nhất ngôi nhà chùa là còn mái. Các ngôi nhà đều chỉ còn những cái cột gỗ tròn to gần một ôm và cao sáu bảy mét chĩa lên trời. Chúng tôi đã khiêng những cây cột này về cưa ra để làm hầm. Lúc này, ngoài dê ba chúng tôi ở Phung Ta Công Cờ Rao, còn có trung đoàn bộ E2 cũng ở đây, nên đông vui nhộn nhịp. Cái khoản trẻ thuốc cũng dễ tìm, không khan hiếm như trong mê lai. Ngược lại, cũng vì gần các xếp nên việc săn bắn chim thú gần như bị nghiêm cấm. Chả sao, tôm cá cua đầy rẫy ăn không hết kia mà. Tìm hiểu trong phun xong, dần dần tôi bắt đầu ra ngoài phun. Một sáng, ăn cơm xong, đi cùng thằng Dũng ra phía trước mặt. Hai thằng nhắm cây điệp độc lập thẳng tiến. Chưa tới nơi thì nó đã khều tôi quay lại. Chẳng cần nói tôi cũng hiểu vì sao nó đòi quay lại cả khoảng chàng tranh trước mặt như vừa được bừa lên. Dấu vết của đàn lợn rừng đi kiếm ăn đêm qua. Đàn lợn này chắc phải vài trăm con. Thấy tôi định nói, nó ngăn lại không cho nói. Nói trước bước không qua. Mày không nhớ vụ trên núi cho gà rừng ăn sao? Hi hi, mày nhớ dài quá đấy. Thì không nói là được chứ gì. Trên đường về, nó bảo tôi, mày trước ở bê cối vào xin vài trái dễ hơn tao. Mày lười thì có, cứ vào sách ai hỏi thì bảo mang về chế mìn, mà chế mìn thật chứ con nói dối đâu mà ngại. Vậy là chiều hôm đó, hai trái đạn cối 82 đã được gài ngay gốc cây điệp, nơi bọn lợn rừng hay cạ lưng vào gốc cây, hai trái nữa gài thêm trước chiến hào. Tổn thất đầu tiên của D3 khi về đứng chân tại phun Ta Công Cờ Rao. Sau khi ổn định tại nơi ăn ở mới, tiểu đoàn cho trinh sát đi nắm bắt tình hình địch ở xung quanh khu vực hoạt động của đơn vị. Nhóm trinh sát do anh Lâm Chỉ Huy lên đường làm nhiệm vụ. Gài hai trái đạn cối 82 nơi gốc cây điệp độc lập. Tôi cứ nghĩ phải vài ngày sau đàn lợn mới quay trở lại. Không ngờ ngay đêm đó, chừng 3, 4 giờ sáng, hai ánh chớp lóe lên rồi hai tiếng nổ chát chúa vọng lại nghe tiếng nổ tôi bật dậy trong hầm chưa kịp ra khỏi hầm thì thằng thông đã ở cửa hầm nói vọng vào mình nổ nơi gốc cây điệp anh ơi mày có nghe tiếng gì không tôi hỏi nó hình như có tiếng heo kêu anh ạ à. ra khỏi hầm căng tai nghe ngóng quả là có tiếng lợn kêu rất nhỏ vọng lại thôi ra gác đi chú ý cảnh giới thằng dũng và thằng thế cùng lúc xuất hiện cả hai thằng hồ hởi mai có thịt ăn rồi thôi về hầm ngủ đi sáng mai tính tụi mày không nhớ trên núi suýt chết vì tụi miên giả tiếng mễn lừa mình hay sao nhưng tao nghe đúng là tiếng lợn kêu mà thằng dũng nói cố lợn thì cũng để sáng mai bây giờ không ra được trời đã hừng sáng lấy cái ống nhòm tôi soi về gốc điệp đúng là lợn rừng rồi nhưng mấy con nằm đó thì chưa đếm được thằng dũng đứng cạnh sốt ruột chờ tôi đưa ống nhòm cho mà mãi tôi không đưa liền lấy kính ngắm của súng ra nhìn thấy vậy tôi bảo soi rộng ra chung quanh xem sao lỡ tụi nó nằm phục đâu đó chờ mình ra khiêng heo rồi nổ súng thì sao hai thằng cùng soi kỹ từng chút từng chút tất cả những nơi nghi ngờ không có gì thằng Thế, thằng Minh, theo tao ra coi. Ba anh em chúng tôi ra tới nơi. Sáu con lợn rừng sàn sàn như nhau, tầm 5 đến 60 cân một con, nằm ngổn ngang. Tôi bảo thằng Thế, mang trước một con về, cất đi đã, đưa khẩu AK cho thằng Minh. Thằng này chỉ hất một cái, con lợn đã lên vai và nó đi như chạy về. Mấy đứa dọn đạn ra ngoài để cho vào hầm, rồi xếp đạn lại che đi nhé. Ai hỏi chỉ nói là năm con. Thằng Minh ngạc nhiên. Sao phải vậy anh? Mày thì biết cái gì. Anh bảo sao cứ nghe vậy đi. Gọi mấy đứa vào tôi bảo. Việc này giải quyết không khéo là được lòng rắn, mất lòng ngoé đấy. Được miếng ăn chẳng bỏ đâu. Vậy mày tính thế nào? Thằng Thế hỏi. Thì thế nào nữa? Đẩy cho đại đội giải quyết. Chứ mình biết thế nào mà chia. Lại mất công làm thịt rồi thằng được ăn, thằng không được ăn là chết mình. Bọn này bây giờ mới hiểu ý của tôi. Tới đây thì thằng Tài liên lạc C cũng vừa tới. Mấy ổng đang hỏi đêm qua mình nổ là sao đó. Mình tao gài phía trước, đêm lợn rừng kiếm ăn vướng vào, mấy con nằm chảnh ảnh ra đó. Mày về báo anh Sâm như vậy và nói anh xuống đây liền nha. Lát sau, đã thấy nó quay lại cùng anh Sâm, chính trị viên đại đội. Báo cáo anh, đêm qua bầy heo rừng vướng mìn chết nằm ngoài kia. Tụi em chờ anh xuống giải quyết. Heo hả? Mấy con vậy? Em cũng chưa biết, nhưng có lẽ phải dăm con đó. Đưa cái ống nhòm cho anh coi. Rồi tôi dục Mấy đứa chuẩn bị dây và đòn khiêng để ra khiêng về, chứ đứng đây ngó à? Ừ, trời sáng rồi, ra ngoài xem sao. Anh Sâm bảo tôi. Tới nơi anh gật gù Năm con Vậy cậu tính sao đây Thì sao nữa Anh bảo thằng Tài về Gọi người ra khênh vào Rồi đại đội tiểu đoàn quyết định Chứ em quyết sao được Heo dính miền cậu gài Thì là của cậu Anh này Một con thì em sẽ ra ngay Rồi chia cho cả đại đội Đây nhiều quá Để lãnh đạo chia cho công bằng Và lại Ở đây còn e bộ nữa Thôi Cứ mang về rồi hãng hay anh bảo tôi mấy anh em khinh được một con vì chỉ có mỗi cây đòn đi cùng tôi một đoạn anh mới hỏi tớ hỏi thật nhé ý cậu thì cậu sẽ chia thế nào tớ cũng đằng bí đấy cứ coi như ta đang bàn phương án vậy anh đã nói vậy thì em đề ra thế này anh xem có được không nhé con to nhất anh gọi sang e bộ cho họ dây bộ một con C mình một con, C10, C11 chung nhau một con. Con bé nhất cho C9, để họ mang về tự chia nhau. Nhưng anh cũng bàn qua anh hùng mèo trước rồi để ổng quyết. Ừ, mày nói nghe cũng có lý, như vậy mình đỡ mang tiếng. Té ra, ông này cũng băn khoăn trước vụ chia chác thịt heo Cuối cùng, mọi việc cũng êm. C12 của tôi được tiếng thơm là có miếng ăn lại chia đều cho mọi người không ăn độc. Năm anh em chúng tôi làm sao xơi hết con heo hơn 50 cân. Chúng tôi xả ra, chia thêm cho hai bê ở hai bên khẩu EK, mỗi bê một quầy thịt nữa, với lời dặn, ăn trong im lặng. Trong mấy ngày đầu, phân đội trinh sát của anh Lâm đi hướng Tây và hướng Bắc, về báo cáo không thấy có dấu hiệu của địch hướng bắc cũng chẳng trống, còn hướng tây toàn rừng che gai và mây dày đặc nối tiếp nhau. Hướng đông bắc và hướng đông là rừng che thưa xen lẫn rừng trồi. Hướng này đã có dấu vết trinh sát địch để lại mà lại rất gần, chỉ cách phum vài trăm mét. Hôm nay họ đi về hướng đông nam. Chừng khoảng 2 giờ chiều, tiếng đạn B-40 nổ từ xa vọng lại. Không nghe tiếng đạn nhọn. Trinh sát ta đụng địch rồi. Một trung đội tăng cường được lệnh lên đường tiếp ứng cho trinh sát. Gần 5 giờ chiều, bóng đoàn quân thấp thoáng hiện ra trên tràng cỏ rộng mênh mông. Lấy ống nhòm ra nhìn vì họ vẫn chưa thể nhìn rõ. Đúng quân ta rồi. Có một võng khiêng không biết là ai đây. Anh Lâm chúng mày ạ. À. Tin được truyền đi nhanh chóng anh bị một mảnh đạn B-40 găm vào đầu và đã hy sinh trên đường trở về chốt. Anh là cán bộ trinh sát dũng cảm, dày dặn kinh nghiệm, rất được các cấp chỉ huy và anh em coi trọng. Không thể ngờ anh lại là người đầu tiên ngã xuống khi đơn vị về tà cuông. Thật là tổn thất nặng nề cho dây ba khi mất đi con chim đầu đàn của trung đội trinh sát. Tin tức do trinh sát đưa về cho biết hướng Đông Nam tụi Pốt đang có dấu hiệu hoạt động mạnh. Cùng lúc này trung đoàn cũng bắt đầu chuyển về phung cốt. Ta công cờ rau do D3 đảm trách hoàn toàn. Một buổi sáng anh Hùng Mèo lúc này đã là D trưởng D3 đi kiểm tra các tuyến hào phòng ngự. Khi tới khẩu DK75 anh nhíu mày rồi gọi tôi ra bảo em lên cái bờ hồ kia nghiên cứu làm mấy công sự cho DK, khi nào xong thì chuyển sang đó luôn, đổi chỗ cho mấy đứa đó ra đây. Tôi lên cái bờ hồ xem xét, đúng là ở vị trí này, khẩu DK có thể chi viện cho toàn bộ các hướng, từ đông trải dài sang tây nam, tây bắc, đều nằm trong tầm bắn của nó. Cùng trong ngày hôm đó, hai b của C9 cũng được dâng cao lên về phía đông nam bê trinh sát cũng nhô cao hơn về phía đông bắc dê trưởng đã điều chỉnh lại đội hình xác định hướng trọng tâm phòng ngự là hướng đông và đông nam chứ không phải như trước đây là tây nam và nam nhận định của một cán bộ chỉ huy giỏi như anh thật chuẩn xác mà trận đánh sau này đã chứng minh trong khi mấy anh em chúng tôi đang cải tạo lại đoạn chiến hào trên bờ hồ cho phù hợp với khẩu hỏa lực DK-75 của mình thì trung đoàn bộ đã rút hết về phun cốt. Chỉ để lại tăng cường cho dây ba chúng tôi khẩu đội cối 120. Năm anh em vẫn ở chỗ cũ nơi có hàng điệp tỏa bóng mát. Tối hôm đó chừng 11 giờ thằng Minh đang ngồi gác còn thằng Thế sang hầm tôi ngồi uống trà và hút thuốc cùng với thằng dũng chợt thằng thông từ hầm bên kia chạy sang nói với giọng hốt hoảng ma ma mấy anh ơi mày lại thần hồn nát thần tính rồi ma nào ở đây thằng dũng bật cười rồi mắng nó thằng thế và tôi cũng bật cười theo nhưng nó vẫn khăng khăng có ma thật đó không tin mấy anh qua hầm em mà coi tôi nói vậy nó thế nào mày có thấy nó không vừa hỏi tôi vừa cười với ba thằng lính cựu như chúng tôi chuyện đánh đấm bắn giết va chạm với xương khô thi hài nát bét là chuyện bình thường thì có đâu lại tin vào ba cái chuyện vớ vẩn đó thằng thông trả lời tôi em không thấy nhưng nghe thấy ban đầu em cũng không tin là ma đang nằm nghe như tiếng người ở bên cạnh thở phì phì em ngồi dậy Lấy đèn pin soi thì đâu có ai. Tắt đèn nằm vài phút lại nghe tiếng thở, lại bật đèn soi không thấy thở nữa. Vài lần như vậy, không tin anh sang mà coi. Mày ra kiểm tra thằng Minh, bữa nay làm mệt hay nó bỏ gác chui vào sát hầm nằm rồi ngủ quên. Nhìn nét mặt nó hiện lên nỗi sợ hãi thực sự, tôi đứng dậy. Nào, đi với tao về coi. Thằng nào ra kiểm tra thằng Minh đi. Ba thằng tôi sách súng không quên lấy thêm đèn pin đi sang hầm bên kia. Đâu? Ma đâu? Tôi dọi đèn pin soi căn hầm. Chả thấy con ma nào. Thằng Dũng cũng nói. Minh nó đang ngồi gác ngoài kia. Nó tỉnh như sáo không thấy nó nói giọng ngái ngủ. Các anh tắt hết đèn đi và ngồi im một lúc mà xem. Nghe lời nó, ba thằng tôi tắt hết đèn và không ai nói gì nữa đó đó nó đó ngoài cửa hầm thằng thông lên tiếng quả thực tôi vừa nghe đúng là có tiếng người thở thật tiếng thằng thông cất lên là tiếng thở lại im bặt im hết lại coi tôi bảo chừng vài phút sau phì phì lại bật đèn pin tiếng thở lại im soi hết dưới sạp nằm lật tung mấy cái ba lô lên không thấy gì mà cái hầm đâu có rộng chỉ vừa đủ cho ba thằng nằm lạ thật soi vòng quanh bên ngoài hầm cũng không thấy gì cả không lẽ có ma thật chúng mày ra ngoài hết đi ngồi trong bóng tối tôi một mình chờ đợi cái tiếng thở kia phì lại vang lên kệ nó tôi vẫn ngồi im phì đây rồi tiếng thở phát ra từ phía gần nóc hầm mở khóa an toàn của khẩu AK, đặt ngón tay vào cò súng, tay kia bật đèn soi vào nơi phát ra tiếng thở. Nơi tôi soi đèn là mấy bộ quần áo đang vắt trên dây, tiếng thở im bặt. Ngậm cây đèn trong miệng, chĩa nòng súng vào đó, tay kia tôi giật nhanh mớ quần áo sang một bên. Trời, một đống lù lù cuộn vài vòng từ đầu tới cuối hầm, vằn vện, đen đen, xám xám không kịp suy nghĩ tay tôi xiết cò hai viên đạn găm vào cái đống vằn vện kia không kịp bắn lần thứ hai tôi đã bị cái quầng đen kia hất ngã lăn ra sạp nằm ánh đèn pin bên ngoài cửa hầm sáng rực tiếng thằng thế la rắn rắn vừa lồm cồm ngồi dậy tôi lại bị cái vật kia dáng cho phát nữa bật ngửa người ra nhưng vẫn kịp nhìn thấy ngoài cửa hầm thằng thế tay đang túm cái đuôi con rắn còn nó quay ngược chui vào trong hầm Thân con rắn vắt ngang người tôi Cái đầu nó rúc xuống dưới gầm sạp nằm Khủng khiếp quá Cái mình nó vắt ngang hai đùi Và còn to hơn cái đùi tôi Co người thoát ra Để không bị nó đè lên nữa Và nhặt cái đèn vẫn đang còn sáng Lại một tay đèn, một tay súng soi tìm cái đầu nó Bên ngoài cửa hầm, thằng thế vẫn đang túm cái đuôi ra sức kéo ngược nó ra mà không ăn thua không lôi được nó chút nào đây rồi đầu nó đã bị tôi phát hiện vẫn một tay soi tay kia cầm súng kê vào đầu nó tôi bắn hai viên vậy là thằng thế thằng dũng tóm đuôi lôi nó ra bên ngoài hầm thằng thông la lên rắn đẻ rắn đẻ từ trong bụng nó lòi ra một con rắn dài cỡ ba mét và to gần bằng cổ chân người tôi bây giờ đã hiểu con này là con chăn nó no mồi nên chui vào hầm tìm chỗ ngủ tiếng phì phì kia là tiếng thở của nó kể cả con từ trong bụng nó tuột ra là do tôi bắn làm nó thủng bụng gãy xương sống nên mới chậm chạp như vậy con chăn đã được buộc treo lên cây điệp chờ sáng mai giải quyết chả biết nó nặng bao nhiêu cân, nhưng dài cỡ 6 mét. Và sau khi chặt khúc chia cho anh em, tôi giữ lại cái đầu và ướm bàn tay mình vào, thì bàn tay tôi còn nhỏ hơn cái đầu của nó rất nhiều. Vậy là chúng tôi lại được thưởng thức món thịt chăn thơm và trắng như thịt gà. Mấy thằng dân Hà Bắc dọa tôi. Coi chừng còn con nữa, nó báo thù mày đấy. Báo thù chưa thấy đâu, thì tầm 9 giờ tối hôm đó, tụi bốt nhè thẳng tụi tôi tập kích. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi chúng tôi về đây, chúng tập kích. Mà cũng lạ, duy nhất một khẩu RPD gần cây điệp độc lập bắn vào. Thằng này có lẽ nghiến răng xiết cỏ hay sao, mà một lần bắn là hết nguyên nổi đạn 100 viên. Ngừng một lát, chắc tụi nó thay dây đạn mới, đạn lại bay veo veo qua đầu. Bùng! Một cháy B41 từ hào bên phía C9 kéo theo việt lửa lao ra nhằm vào thằng địch. Âm! Cháy B41 phát nổ. Tiếng khẩu RPD ngừng một lát rồi lại cất lên. Thông nạp đạn. Tiếng thằng Thế sát bên tai. Nó thăm dò hỏa lực của mình đó. Kệ nó đừng bắn. Tao biết rồi. Mai mình chuyển lên bờ hồ. Cứ để tụi nó nghĩ nơi hàng điệp này có khẩu DK75 cũng tốt ngắm thẳng vào cái chỗ đang nhoa nhoá ánh lửa đầu nòng. Tôi xiết cỏ. Âm, âm. Khẩu RPD tắt lặng. Vậy là con chăm đến báo thù, chỉ tiếc là con này không ăn được. Sáng hôm sau, ra kiểm tra, phát đạn DK-75 nổ đã tạo ra một cái rãnh như đường cầy trên mặt đất, dài gần chục mét. Khẩu RPD còng queo cách đó vài mét còn xác thằng Pốt mỗi nơi một mảnh cháy thui. Thôi, mày cứ ở đó để làm gương cho mấy thằng khác. Tôi và thằng Dũng xách khẩu súng hỏng quay về. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.